Hà Tĩnh, danh tính diễn viên trong video Một Ông Hai Bà khiến mạng xã hội bức xúc. Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần 6 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông lần lượt quan hệ tình dục cùng với hai người phụ nữ. Vụ việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại một vùng quê của huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Theo hình ảnh từ video clip, khung cảnh diễn ra vụ quan hệ bầy đàn là không gian của một căn phòng nhỏ vào cuối ngày. Trong đó, người đàn ông nằm giữa, hai người phụ nữ nằm hai bên, cả ba đều không mặc quần. Hai người phụ nữ có mặt trong video tên là Em và Hát, khoảng ngoài 40 tuổi. Trong đoạn video thể hiện người đàn ông này quan hệ tình dục với bà Em và bà Hát trong cùng một phòng. Điều đáng nói là cả bà Em và bà Hát đều không hề có thái độ ngượng ngùng hay e thẹn. Hơn thế, bà Em còn có những lời lẽ rất nhạy cảm, thể hiện sự từng trải trước sự có mặt của người khác. Ngay sau khi clip được đăng tải, người đàn ông quan hệ bầy đàn trong clip được cư dân mạng săn lùng ráo riết. Không mất nhiều thời gian, danh tính của trai chơi này được phóng viên xác định là ông TVH, sinh năm 1967, trú tại một xã trên địa bàn huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, dư luận tỏ ra bức xúc, cho rằng đây là hành vi mang tính bệnh hoạn, suy thoái đạo đức, vi phạm pháp luật, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, cần phải nghiêm trị. Một vị cán bộ xác nhận, người đàn ông trong clip là ông Hát, chủ một quán cháo lòng lợn nức tiếng tại địa phương. Các con của ông Hát đều đã trưởng thành. Hà Tĩnh, danh tính diễn viên trong video Một Ông Hai Bà khiến mạng xã hội bức xúc. Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần 6 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông lần lượt quan hệ tình dục cùng với hai người phụ nữ. Vụ việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại một vùng quê của huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Theo hình ảnh từ video clip, khung cảnh diễn ra vụ quan hệ bầy đàn là không gian của một căn phòng nhỏ vào cuối ngày. Trong đó, người đàn ông nằm giữa, hai người phụ nữ nằm hai bên, cả ba đều không mặc quần. Hai người phụ nữ có mặt trong video tên là Em và Hát, khoảng ngoài 40 tuổi. Trong đoạn video thể hiện người đàn ông này quan hệ tình dục với bà Em và bà Hát trong cùng một phòng. Điều đáng nói là cả bà Em và bà Hát đều không hề có thái độ ngượng ngùng hay e thẹn. Hơn thế, bà Em còn có những lời lẽ rất nhạy cảm, thể hiện sự từng trải trước sự có mặt của người khác. Ngay sau khi clip được đăng tải, người đàn ông quan hệ bầy đàn trong clip được cư dân mạng săn lùng ráo riết. Không mất nhiều thời gian, danh tính của trai chơi này được phóng viên xác định là ông TVH, sinh năm 1967, trú tại một xã trên địa bàn huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, dư luận tỏ ra bức xúc, cho rằng đây là hành vi mang tính bệnh hoạn, suy thoái đạo đức, vi phạm pháp luật, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, cần phải nghiêm trị. Một vị cán bộ xác nhận, người đàn ông trong clip là ông Hát, chủ một quán cháo lòng lợn nức tiếng tại địa phương. Các con của ông Hát đều đã trưởng thành.